Đi rồi, rô rồi giờ tự lái. Quán hàng này phép tờ nhỉ? Ồ, tại 300 baht. Đúng không? Is on the left. Ui, 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 suối. Suối mà. Bác ca, bác ca. Hiếc, hiếc, bác hiếc, bác hiếc. Trời ơi, đẹp lắm, vui, vui. Vui. Đẹp không? Thế bố á. Bố đi coi chứ mà bố đẹp quá. Thế nó đùa á? Hả? Nó đùa á? Đồ đi coi mình thay. Ừ. Mọi người còn nhớ cái quyển hộ chiếu vườn quốc gia này không? Ở đây là vườn quốc gia cho nên là mình vẫn có cái, mình sẽ có cái giống mộc nha mọi người nha. Trời ơi, ở đây trồng mấy cái này. Trời ơi, nhìn thích lắm luôn á mọi người ơi. Ôi, nhìn nè. Trời ơi, nhìn ghiền luôn á. Trời ơi, nhìn đã mắt luôn á. Rose, rose. Synthetic. Anyway, đây là bạn Ngọc. Ôi, ở dưới có rất là nhiều người chụp hình ở dưới luôn kìa. Đà Lạt á anh? Đà Lạt á? Đà Lạt á? Ừ, Đà Lạt á. Walk that side. Các mọi người, 1615 mét. Đây là độ cao so với mực nước biển nha mọi người nha. Trời đang mưa râm râm và rất là lạnh cho nên là mua phải mặc áo lạnh rồi sợ bị bệnh. Ôi mọi người nhìn phía bên kia. Trời ơi, mây đó mọi người. Mây đó. Thì là xinh đẹp. Ok, thank you anh Hoa. Sờ lô màu xanh. Ok, nó thì hết pin. Cái này á mọi người là cái rau thơm. Cái nè, từ sorry. Để mình cầm cái dù nha. Đây. Đây. Ồ.
thơm thơm giống mùi 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 gì ta, min hả? Nó thơm kiểu giống như là một chút mùi bạc hà với lại một chút mùi xá xị, hai mùi nó kết hợp với nhau á. Ơi, đây là một chàng trai thích hoa nhưng mà chẳng bao giờ trồng hoa. Ui, màu tím nè, nó lạnh đó mọi người, cho nên là hoa đẹp chưa, càng lạnh thì cái màu hoa nó càng đậm, càng đậm. Được, bắt buộc khăn lửa đi còn được. Ha, siêu tròn ha. Đẹp ôi, ở đây follow the trend ghê á mọi người, trồng cái này quá trời luôn. Xinh chưa, trời ơi nhìn đã chưa, ghiền chưa. Được cái nó lạnh nữa mọi người, cho nên là nó đẹp. Trời nhìn ghiền thiệt luôn á, trời chỗ nào cũng trồng luôn á. Cái khu công viên quốc gia này á mọi người, là cái chỗ mà có sương mù, có mây, đẹp nhất của Thái Lan, the best of Thái Lan. Sương mù, hoa này là Đỗ Quyên nè. Nói gì? Nói đây. Hot spring nè. Hot spring là cái suối nước nóng thiên nhiên. For the fog, yeah. The tree, mountain, cloud, the sky. Cái này là bầu trời nè mọi người. Sau đó cái này là núi, cái này là mây và sương mù, rồi những cái ngọn núi nhấp nhô, những cái cây thông nè mọi người. Còn đây là suối nước nóng. Quy Nam Đăng. Ôi đây mọi người, sương mù kìa. Wow. Đến rồi. Parking lot. Ôi mọi người, cái khu này á có nhiều cái chỗ cắm trại ghê luôn á mọi người. Nhìn nè, 1 nè, 2, 3 nè, phía bên kia kìa, rồi đây nè, quá trời khu luôn. Không phải bên này không nha, phía bên kia nữa kìa, quá trời luôn. À thưa mọi người, ở đây á là buổi tối á, là bầu trời nó rất là kiểu dạng nó clear, thì cái khu này là chuyên để mọi người có thể sử dụng cái ống kính thiên văn rồi nọ đó, là họ sẽ ngắm được các dải ngân hà, ngắm sao, ngắm dải ngân hà giống như vậy nè, hoặc là những cái người photographer chuyên nghiệp á, họ chụp bầu trời á, đây đó là họ sẽ chụp được ở đây. Lý do là ở đây buổi tối là sẽ bầu trời rất là kiểu là không có bị cái gì ảnh hưởng, ánh sáng ảnh hưởng, hoặc là những cái đèn ở thành phố ảnh hưởng tới, cho nên là rất là dễ thấy hơn. Rồi đây, khu vực này là khu vực bán đồ ăn, cho nên là không có sợ đói. Ví dụ mà tới đây mà quên mang đồ, kiểu dạng giống như tùy hứng á, mà đã tới đây rồi á thì có thể thuê lều ở đây nè, rồi mua đồ ăn ở đây, cho nên là không phải lo ăn ngủ thì khỏi phải lo, chỉ cần mang tiền là ok rồi. Đây là một khu nữa, nhiều lắm mọi người ơi. Rất là nhiều khu, một khu đặt lều luôn nè. Cái gì đâu, suku đâu. Đi vô trong này là trường học mọi người ơi. 18 km xa đó, phà nữa. 18 km.